Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5 triệu token Dogecoin. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video để làm start chatbot. Rồi các bạn chọn kênh group controller, chọn tiếp controller, rồi các bạn bấm nút chat. Rồi các bạn lướt cha để quyền đi tiếp nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi tiếp tục follow từ Twitter cho retweet. Trên từ Twitter các bạn theo dõi nha bạn. Bạn like, bạn chia sẻ bài viết game này. Bạn tăng dài các bạn có thể từ retweet nha bạn. Rồi các bạn bật up lên. Rồi tiếp tục bạn chọn kiểm tra con group bên đây mình đã chọn rồi, mình rút con symbol nữa. Rồi trên con symbol nữa các bạn vào đây các bạn login cái tài khoản các bạn. Và đó cho bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký một cái tài khoản nha. Sau khi bạn login vào bạn nhấp vào IAM số file lên cái máy nè. Rồi bạn bấm vote now. Sẽ bạn chờ chút xíu các bạn. Ok, sau đó bạn bấm vào after wallet luôn đi các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi sau đó các bạn xây dựng bot muốn submit tên. Rồi họ có chút đòn. Tiếp tục gửi đường link mà profile từ Twitter mình nha các bạn. Thì trên Twitter các bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào mũ sơ, nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết các bạn. Gửi lên cho bot này. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên con Simber nha các bạn. Tiếp tục gửi địa chỉ GBNB sẽ mất trên Bet20 trên YouTube Black của các bạn. Rồi, tiếp tục mở nhiều confit nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào balance đi check số cầm cũng được. Mình đã nhận được 5 triệu token Dogecoin. Các bạn gì lên ghép mình sẽ em bè với cái thằng nó kiếm token này các bạn. Vậy video mình đã đem kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.